bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trẻ em là giường cột của nước nhà. Các bạn nhỏ thân mến, các em hãy ngồi ngay thẳng, yên lặng lắng nghe những điều tôi muốn nói hôm nay. Các em là những cây non mỗi ngày mỗi lớn cao. Tương lai các em sẽ là giường cột cho đất nước mình. Các em cần làm nên sự nghiệp vĩ đại, hiển hách, đem lại hòa bình cho thế giới, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Các em sinh ra ở đất Mỹ này thì phải làm cho đất nước này được quản lý tốt đẹp, khiến cho quốc gia không có chiến tranh nữa, vĩnh viễn được hòa bình và cho cả toàn giới. Mọi nơi, mọi nước đều được bình an. Đó là nhiệm vụ của các em. Hiện tại, các em hãy đặt nền tảng vững chắc cho việc cứu nước, cứu dân mai sau. Trước tiên, các em phải học làm con người tốt, tức là các em hãy noi gương những người tốt mà học hỏi, đừng nên học hỏi những kẻ xấu. Thế nào là người tốt? Tức là ở nhà hiếu thảo với cha mẹ, đến trường thì cung kính sư trưởng, thầy cô, ngoài xã hội thì phục vụ nhân dân, khi làm việc trong chính phủ thì luôn mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng. Đó là tiêu chuẩn của người tốt. Thế nào là người xấu? Người xấu thì có lòng ích kỷ, chỉ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, vong ân bội nghĩa. Người tốt trị nước sẽ khiến đất nước giàu mạnh, chẳng có chiến tranh. Người xấu mà trị nước thì làm mất nước. Các em là những người đi trước, bởi vì các em học làm sao để báo hiếu cho cha mẹ, làm sao để phục vụ nhân quần. Tương lai, các em sẽ đem lại hòa bình cho đất nước này, đem tất cả vũ khí sát nhân mà hủy diệt đi. Mã phóng Nam Sơn, đao thương nhập khố, nghĩa là thả những con chiến mã về núi không dùng nữa, và đem gươm giáo chất vào kho, không cần tới nữa. Đó là trách nhiệm của các em, phải làm sao hóa giải không khí chiến tranh trên thế giới này, khiến cho ai ai cũng được an cư lạc nghiệp, áo quần, ăn uống đầy đủ, lúc đó thế giới này mới có thể trở thành thế giới đại đồng vậy. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 20 tháng 8 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说。